Rồi chứng đi ba. Pháp TV xin chào cả nhà nha. Các vô cả nhà đến video theo của mình. Đây mà cả nhà cùng xem xét video đánh đôi cả nhà. Giữa ông Sáu với anh Trưng một bộ nha cả nhà. Cô Trúc với bác Bảy một bộ. Xét bia này hai đội đồng 100 điểm. Bữa nay mình sẽ làm trọng tài cho hai đội nha cả nhà. Để mình tạo động lực cho người chơi, bốn người chơi nha cả nhà. Là sơ ghi 10 điểm là giải thưởng 100k nha cả nhà. Lấy nằm cái series luôn. Từ sơ ghi 10 điểm cho lên là có giải thưởng cái vậy. Đội nào thắng tiếp tục là giải thưởng thêm 5 kg gạo với thùng mì nữa cả nhà. Những giải thưởng đó mình đi tặng cho bà con nghèo những hoàn cảnh khó khăn. Lúc đó mình ra 6 hoặc 7 giờ tối hàng ngày. Các nhà nhớ đón xem. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Series nào cũng có hay vậy. Bọc ha, có điểm không vậy? Một điểm đầu tiên cho đội của cô chú với bảy. Ông sao hôm nay mày làm cái sơ ghi làm cái set là coi vô tao lấy cái giải rồi mà mấy set trước nha cả nhà. Bữa nay ông sáu cho ông sáu có lấy sơ ghi nào cả nhà? Cả nhà. Quá nhẹ. Thì nó chật chút xíu đường nào quýt được mà mình làm sơ ghi này thì có anh Trưng hơi nhỉnh hơn nha cả nhà. Để anh Trưng sắp này lấy hai sơ ghi đi làm kia cho ông sáu cái sơ ghi thôi không sơn thì vô lên hơn hai điểm đầu tiên cho đội của ông sáu với anh Trưng. Điểm số bây giờ 2-1. Anh Trưng với ông Sáu 2 điểm, tôi xuất với bác 7 1 điểm. Rồi tôi chúc đánh đang đánh chưa tính nghe nha. Quýnh cho Sáu cũng bến tắt tài luôn nghe mấy chút. Để anh Sáu nó kỳ quá. Để anh Sáu này anh lưu vô quá. Để anh Sáu này anh lưu vô quá. Thôi tôi vô là bọn tôi có lửa lại liền à. Phải nó học. Vô đâu thiếu nữa trời. Hai bộ. Hai nữa là ba. Một thằng quánh 10 9 10 nó làm mấy nhiều lắm. Ai uống gì kêu việc làm nha. Ông Sáu với anh Trưng với bác Bảy với cô Trúc. Nếu ai ở ngoài đó có ai uống gì kêu việc làm. Hay quá bộ. Bộ phải cho lửa bén bén mới được. Dạ một nữa bốn. Đi lên. Đi lên. Quán nào quán nhiên thú gà quán xe nhiên thú gà quán nào quán nhiên thú gà rồi vô chỗ quán động nữa phúc quán bình thường bé một chút không thank you.
5 anh chưa? 5 nữa 7. Mấy seri có 7, tao bớt gung có 7. Sao ơi, cả nhà bây giờ đón trong bốn tay cơ này ai sẽ lấy giải thưởng cả nhà? Cả nhà bắt đội nào thì để lợi cho mình một lượt bình luận luôn cả nhà. Tại bốn người đó hả? Dạ. Bên anh Trưng. Anh Trưng thì ba ông ghi trên rồi đó. Có 7 có 1 thôi nhỉ? 1 đầu nó chặt rồi. Rồi. Có 1 điểm mà mẹ ơi. Rồi. Hai nữa. Dạ hai nữa chính. Các bạn bên kia á. Một. Sẽ bây giờ này anh Trưng với ông Sáu một bộ cái nhà, một chút với bác Bảy một bộ, hai đội đồng 100 điểm cái nhà. Nhà tiếp mình hay nhớ cho mình mà tôi quýt là bộ tôi có điện một lượt đăng ký kênh nha cả nhà, bạn có trong như một lượt chia sẻ, một lượt like, một lượt nhiều dấu hay thì mới cho nhau xem. Bốn. Đang lấy mười thôi. Lấy mười. Lắm lắm. Lắm lắm. Mời anh. Mời dạ. Dạ. Mày không đi khác rồi, mày không đi chích. Năm. Bộ đây là đập đá mà. Sáu. Có tài cái là lấy 10 điểm. Có. Có là lấy 10 điểm. Thử ra chút bộ ơi, thử ra chút. Có thi chưa? Thi chưa? Có thi hả? Ừ. Bảy bộ. Bảy đến 11. Trời ơi, quýnh dày với mở lọt luôn trời. Chúng lẽ để vào gà cặp khỉ bộ. Bảy
này bắt bầu ăn xe bắt bảy rồi lấy lòng tin khán giả là bắt bảy ơi. Gầy à, cái nhà lên quá trời chơi bắt bảy rồi, bắt bảy quá dở rồi. Này bắt bảy đang chốt cho mà coi nè. Này bắt bảy đây cứu cả nhà lên xe đi bắt bảy ơi. Hai anh ơi. Dạ. Ba đó. Ba đó đó anh, đếm ba lên. Đang mình gán 7 nữa cái mình đánh cúp à. Đó, chắc chữa rồi đó. 4. Đó, đánh cúp đó bồi. Trời ơi, trời ơi. Dạ 4 đến 15. Cái rõ mà không liền nó cũng xét gì. Phải không? Dân không rõ liền. Lấy cái sơ ghi không sao đây. Lấy sơ ghi cái. Ba không sao? Ba. Dạ ba đến 12. Bố ơi hở ra chút. Điều hồi nãy nha, nãy quýnh quá xa cơ phải không? Giờ đi đều 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 giá 1-13. Cảm ơn cả nhà suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa xem clip vui vẻ bên gia đình người thân. Có thật nhiều sức khỏe. Làm ăn phát tài phát lộc nha cả nhà. Giá 1 đến 16. Quá 26 ơi. Bây giờ quay cây nhà lá dừa nha cả nhà. Có sao mình chờ gì cả nhà. Cũng buổi trưa cũng làm mấy clip cho cả nhà xem giải trí nữa nha. Chứ đây mình không có chỉ dạy không dạy ai nữa nha. Có sao mà chứ muốn gì nữa chứ. Thôi hả? Được không? Cảm ơn chú anh chị em suốt thời gian qua đây mến ủng hộ kênh mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Thêm ly trà đường nữa đây. Đâu có dữ không? Cả nhà muốn tới giao lưu với kênh mình mà mình có để bên thẻ cộng đồng nha. Nhà bấm vào trang cá nhân YouTube Pháp TV mình. Nhà vuốt gì bên phải. Mình có để địa chỉ và khung giờ giao lưu nữa nha. Địa chỉ là ấp A, xã Phú Cường, huyện Nông, tỉnh Đồng Tháp.
giờ giao lưu từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa hàng ngày cả nhà. Chào Phật ơi. Quá hay Sáu ơi, cả nhà thấy Sáu có hay nhớ cho mình một like cả nhà. Đi không chân? Dạ năm nữa là 18. Đúng rồi. Trời ơi, ủa 1-1 1-17. Điểm số bây giờ ông Sáu với anh Trân 18 điểm nha. Bác Bảy với cô Trúc 17 điểm. Set bây giờ này đồng 100 điểm nha cả nhà. Trong 4 tay cờ đánh là ai có sơ ghi 10 điểm trở lên là dễ thưởng 100k cả nhà ơi. Dạ em mời cả nhà uống trà đường với em, chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài cả nhà ơi. Đó, để em mời ra này. Thank you.
luôn nha bộ. Đưa bỏ à. Một. Hai. Kiều nhà ăn cái không đều. Hai. Ôi ơi đâu mà lộn quá trời. Lộn luôn hả bộ? Lộn luôn trời. Mấy? Hai bộ. Hai nữa 25. Em. Nó hơi gồm rồi. Hay quá anh ơi. Sợ cái quạt đó. Sợ cái quạt nó gồ gồ. Trời ơi chết rồi. Bố thấy nó hơi le le, anh thấy cu lê nó ngon á. Thấy nó hơi le le. Cháu tướng cu lê nhẹ tới thì với Bi nó mình còn nghe chú cái là ngon không? 6 32 cái vậy. Ủa hay trời. Mẹ này mới đi vậy. Chị ơi. Sao? Cái giò em nó giật rồi. Hả không ao giò quánh luôn. Tan quá giờ bị tan. Ủa đầu cho mình thấy cô Lê nó ngon quá trời mà sao cô Lê nó thiếu uổng luôn. Thank you.
Trời ơi. Một. Ồ, quá mỏng rồi. Ui ủ trời. Một bay ba. Quá trời bị tan dạ. Hay quá anh ơi. Nó cứ đều 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 vậy đi. Đó, có lý rồi đó anh ơi. Ừ vậy đi bộ cứ ép ép vậy ra tôi đi là mù lên là biết tôi nó lên liền à. Đó ừ, dính nữa rồi bộ ơi. Bộ đó bộ em đó bộ dính nữa rồi. Hay dữ rồi đều. Này mướt lại ha. Giống như này nữa là đi công rồi đó. Đó giờ gà nữa nha bộ. Cháu rồi bộ gắn lên nữa đây. Nào với vậy chứ thôi. 6 điểm. 6-39. Ủa hay dữ là ta. Xe đúng rồi. Xe đâu, xe quên xe quèo đó, xe của nó bắt luôn rồi xe. Một sao? Một là 20. Xe à. Ê bộ ơi, tránh thở ra tránh luôn. Một. Này đá thấy không? Ừ biết luôn. Này chết rồi yếu rồi. Đá lại bộ ơi. Hai bộ. 2-41. Ở đó đó. Ở đó. Sợ mạnh quá cái luật cây nhỏ xíu. Thank you.
1 với 21. Như bắt bổ hợp thì nghĩa với má hơn. Nó ừ vậy đi bộ đá lại nữa đây. Hay quá bộ ơi. Ai bộ? Hai mươi bốn mươi ba. Thấy chúng mờ mờ vậy đâu bỏ lộn trời. Ôi bà đá dính thấy không? Cái thầy quý làm clip luôn dữ không ạ? Nghe chơi như không nghe nói được rồi đủ đĩ mẹ chi biết. Hả sao? 4 ngày 25. Ủa trời đâu mà sao đỏ về luôn mà nó lộn trời. Nhưng với nãy nằm sau lưng nó đói rồi. Subi à. Đúng là bộ hay quá bộ ơi. Phải hay mới được chứ, hay mới ăn chứ không hay sao ăn bộ. Hay quá bồ ơi. Đó anh ơi, lùa lùa xuống luôn nha. Đó nhẹ vô là còn nữa. Bốn nữa không? Nó trời ơi sao kỳ vậy bố. Sao nó 49. Cái gà đi nữa qua cái nữa rồi chị trời.
Hai em sao? Hai em 27. Mình phải chắc bóp mới được anh. Ôi ôi, không có tay nữa trời. Phải đỏ luôn. Đỏ luôn. Đỏ luôn. Yếu. Hai bộ. Theo đỏ cũng được vậy. 251. Mới thấy một tư nó thả luôn, có tư nó đâu. Ủa, có tư vô, bắt đầu lấy một bộ rồi. Nhưng mày quá cá điểm lên cái cọc đại đại luôn nha. Không có đó đó. Quýt chiếc chiếc còn mà không có tí nổ. Chọn lấy áo thuê mà không có tí. Còn dư chút em với còn. Thì bơ ở gì hết ha. Còn mấy em ơi chú. Năm nữa 32. Một đứa 33. Một 53.
Tết này mà anh không lấy Sugi nào làm dở lắm anh Trân. Anh Trân muốn lấy cũng nó cũng hơi khó, cũng hơi khó thôi chứ không phải dễ lấy mà. Bồ tôi lấy không lấy thôi gì nè, đừng nói anh Trân lấy. Hay quá bộ. Chơi đó mà bộ tôi quấn trúng là tôi thấy con ăn mờ mờ rồi đó. Đó nữa đó bộ. Dạ 255. Gò gà tiếp. Cố lên mùa già. Kêu mới kêu mùa già ơi, anh thấy quýnh chặt lắm. Một nữa 34. Ôi vô đâu mà chứ đó sao thiếu gì trời. Thiếu mỏng. Cái hơi bị mỏng. Ô chứ đó gì mà nó cũng không. Còn ai băng được không? À đâu nữa à. Giá cái trong cái này có lên gì thì lại được chữ quá chữ. Con quá. Nó nói là lâu lắm thiệt mà mình thấy nó lâu lắm. Không biết lúc thì hết trời rồi các bác. Nó không biết rồi. Nó lên mình lẫn lên mình lẫn mấy hồi trước á. Lớn nhỏ vậy chưa bộ. Bộ không à? Điểm không quánh đi chắc đi lấy giải thưởng mà làm vậy? Mấy điểm rồi? 9 điểm hả? Trời Phật ơi. 9 là 43. Còn có 1 điểm là lấy giải thưởng cả nhà mà quánh. Thấy kéo vô là lụm 100k rồi. Có 7 đừng ra, có 7 đâu chi đến. Trời.
không dám đường ra đâu hết được. Vì nó nằm tiến băng không được, hồi quýt 2 băng nhỏ 355. Dạ. Chân chịu đi coi nó là bạn gì. Không được, mà tại sao quá, nó được đó. Sổ mỏng mới được. Nhớ chân cáo nè, đó. Anh sẽ để lắp cái chân. Đó là đâu điểm dữ lắm rồi đó. Anh mà để thôi cậu ô sao? Cầm mấy bút ba năm. Không có về được chúng lần cáo kéo thì nặng quá. Đúng rồi, không có về là chúng cá rồi chết tiệt. Đã cái mỏng là chúng. Chết sợ mẹ rồi thôi chứ trời ơi. Hai nữa năm mươi, hai nữa 45. Thôi đi nước đi luôn. Phạt luôn. Không ai đụng cơ đâu, đừng có đổ thừa. Đúng. Chúng là bánh rồi đó. Có quá không? Cái tách cơ luôn. Dám. Đó hả? Hai đến 47. Đúng rồi. Ừ, vậy đó rồi. Đó. Bồ mồi nữa lại coi. Cho bén bén lại coi bồ. Lọt cho bỏ chứ giờ làm sao. Ừ, lọt bỏ thì làm sao. Nó rồi. Đúng rồi. Đó, giò gà đó bộ ơi. Giò gà, chân mỏng rồi. Đó, giò gà đó bộ ơi. Ừ, chú luôn rồi bộ ơi. Dạ, 4-59. Năm lăm thì 4-59 rồi, 69. 4-59 luôn rồi bộ ơi. Gác người ta 4-7 làm cho con gối hoài, 4-7 con sợ lộn điểm nhất luôn á. Bỏ hai em cháu ơi. Sao nãy giờ quýnh hơn chân nhiều luôn á. Hai em tôi luôn. Ờ, sáu lấy cái sơ ghi là đẹp luôn luôn sáu anh. Không, hai. Đàng hoàng chút đi bồ. Bồ sao già cả bồ lóc chóc chứ là bồ. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Giờ dạng được theo luôn điểm đó.
Giá thì chết đi cháu rồi. Không ở ngay đầu kinh đúng không? Lát này tôi lấy đó. Đã cũng cái đường đó thì mà chỉ là cái này là màu đen đó. Biết khúc nhà ông già thắng không? Tám. Tám bảy năm năm. Tám đến 55. Thôi rồi gắn lấy lại nhà điểm lại. Gần nhà của ông giờ đúng không? Ông sao dính không đi làm không đấy hơi quá quay luôn bốn mới nữa rồi bộ mới nữa rồi bộ trời ơi hai ba có trúng cái gì vô thế đó bộ vô thế đó bộ ơi bộ điều lại nhẹ cái bộ nói ra chứ năm đây thở lên bố ơi thở năm trời ơi trời quýnh cho nó lòn luôn mà nữa thiếu luôn 5 đến 64 làm ngô 8 chứ cho nó lòn luôn mà nữa nó lòn nó thiếu đánh độ này mà chung là không lấy được CD thì quá dở tan có tan người ở tiền mua con hai vé bảy này gọi đi vâng gọi đi hỏi xong xe này có xe ghi mua cho bà 10 tờ Chúng
4-59. Bà chốt mà quánh không có xe đi cũng dở nữa. Bình thường quánh cho mười mấy được, trời ơi, trời ơi, ta cho ăn xe đi chứ không, không đánh không được. Lần nào có xe đi rồi, hình như xe đi cái đâu đánh được mình đâu. 1-65. Bà mẹ cái đó dọc xuống là có xe đi đó, mà sao không thấy. Cái gì đó là từ năm 16 cũng có người cuốn hình bì cái vụ thấy vụ tới vụ chưa bộ còn một người nhìn chúng luôn đó bộ ơi, ghê chúng luôn mà chắc vô ừ cho khỏi lòng bây giờ mày ảo hơn bên ai cô ở đây rồi 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 đầu Phật ơi, chúng là những hát chỉ thôi bay. Mà từ ngoài ra nó quá hay ghê chứ. Có gì? Trốn. Trốn. Lên chút nữa rồi đó. 4-63. Thì video này quá điều điểm nữa nha. Mẹ nó không có vừa gà, ôi mạnh lắm có vừa gà. Bên nào đi được bên đó ăn cái vậy. Ta bình luận ta nói mà chị Trúc không biết đánh nhẹ chị Trúc đập đá mà trời ơi lòng em trời hai đứa bộ hai đứa 67 5-68. Cái nặng là dễ đó. Trời ơi, bắt cái ghê
quê vậy đó, nó mới mời đến anh ơi. Đó anh ơi, mày đi con mười á. Bốn rồi. Con mỏng rồi nó đi. Mình nói làm sao chứ kỳ tôi là trời chứ hả? Con mỏng đi đã, con mỏng đi. Thì mỏng có được đâu mẹ, nghe trừ à. Đó, có trình độ không à. Bà chỉ ra băng, người thấy bà chỉ ra băng, người thấy bà đi bà đi bà thời gian này đi với anh. Bữa này nha, bữa tỏ mà nha. Móc hết xuống luôn, bữa tỏ ừ. Là nó khó nữa kìa. Thằng mà chính mới ngồi đợi sau khi mười đã lấy giải thưởng mà mua với số tiếp là chín cái vậy từ từ mới có 9 điểm mà giờ ra thứ bi này nữa mà mẹ ơi con chỉ được cho tan vậy à. Quá hay các bạn ơi, vỗ tay ơi. Rồi bà Tư có tiền không để quánh hết xe cho cơ đi. Bây giờ bà Tư bán vé số ở ngoài đợi sơ ghi 10 cái nhầy lấy giải thưởng là mua ủng hộ bà Tư. Bảy ra thành công. Chào mừng nó 77. Bảy qua đây. Đây là sơ ghi 10 của giải thưởng của 7, gửi tặng cho 7. Rồi. Ủa đâu hay dữ hả ta? Ông sáu, ông sáu làm. Nè nữa nè, đó. Em sáu lấy lại cho đi mừng lại nè. Đây phát vương. Đồng cảm ơn ông 7. Bác 7 lấy giải thưởng, bác 7 mua vé số ủng hộ bà Tư nha các nhà. Bác 7 tặng lại cho anh em trong team luôn các nhà. 6 đây. Dạ 2 nữa 70. Đây là tiền tiền ta hết chơi rồi, hết tiền. Ở đây tới ấy đi được sơ ghi nữa mua cho bà 10 tờ đó, còn bao nhiêu tờ? Qua qua đây đồng sáu, qua bằng bằng dài con sáu sáu. Hai. Chân bữa nay không có sơ ghi đâu chân quá tệ rồi. Hai có sơ ghi nữa. Hai nó 69, hai nó 79. Hai phải không cô chú? Số bây giờ cô chú với bác 7 79. Anh Chân với ông 6 70 nha cả nhà. Sevilla này đồng 100 điểm. Quá hấp dẫn rồi cả nhà. Điểm này là đội nào đi được thì bên đó sẽ thắng nha cả nhà. Rồi.
đi ra là gì bốn người đi nè. Mấy ai? Rồi không. Ai anh Dương? Hai đến 72. Má ơi. Ngủ thì cũng còn được hả? Cũng gì đã ra nè. Sáu mà xe này mà lấy xe ghi tới cuối mà lấy xe ghi thắng trận này là chịu quyêu nghe cả nhà. Ừ. Tao chuẩn bị tao công qua liền trời. Không nha, chứ bây giờ bắt bảy hồi nãy cái cháy thứ mự á quánh ban đầu mày hay vô. Ờ nó không quánh sàn. Đúng rồi. Trời ơi. Bỏ trúng rồi nhầy. Đã trúng rồi nhầy. Đây đó là chính điểm mà nó nằm cái thế. Đâu mà bắn qua bắn lại bắn cái luôn. Trời. Cái cái đá đi gần nào mình đánh cái trước mà bắn phá ra. Có luôn đó không sao rồi. Đỏ về nữa đó. Kéo vào. Ở là miếng vàng à. Có thấy luôn cái sáng. Cái này quánh khơi cái bị đỏ nó đẹp á. Quánh khơi giạt liền. Không có khơi. Bỏ ai cái vậy? 5 mà không sao? Nó đường cái vậy. Quá tốt. Có em có nghe, thấy bi này im còn im mà. Rồi, cái gì vậy? Đã không thấy sao nó 78. Quá hấp dẫn vậy. Bảy mươi tám, 79 quá quá điều điểm rồi. Thôi đáp là vô không nói. Không lâu mà nhìn thấy giờ ai đâu mà chúng ta không nhìn không thấy không. Không sáu này quánh hay, không sáu này quánh xe này quánh hay á. Sáu nãy giờ đều đều 6 7 5 7 5 7 làm hoài bộ. Yếu rồi. Sáu làm cơ 7 cơ 8 nữa nè. 78 79. 7 18 79 mà có biết không ạ? chạy với sáu trời ơi sáu chấp là chấp có chút 5 điểm ba là ba mươi sáu tôi kéo nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không kéo không nổi. Không nổi. Một bảy chín đều. Không nổi nhưng mà cái đường kéo có đường giống còn giấy cái đường đó. Không, xe này mới hay nè. Xe này ai ăn thôi, xe này mới xe này không gầy là hay nhất nha các nhà. Cái đường nó cũng đã không giống nữa đâu. Đó. Lên thì lên mạnh luôn đi bồ, mạnh miếng nữa. Ui. Sơn giờ tao giờ tao chấp hai quay thằng ngầm quý chết cho mày đánh này Sơn. Trời ơi, vậy tôi sống 4 tiếng chơi. 4 không? 4 tiếng chơi mười mấy rồi, chết đánh nè. 4 Đi gà đó bộ anh. Còn ngon lắm. Chúng như này là có thể mười nữa đó bộ. Nói gì nữa là coi có thể rồi. Ôi ơi đau uổng dữ rồi bộ. Dạ 5 nữa 88. Trời ơi. Làm hoài sao? Làm hoài đi. Đây là chút rồi. Ô đầu mỏi sát vô đi cho em luôn trời. Ừ. Quá đẹp. Quá hay cái nhảy. Đi nó chơi đó. Rồi, đi đấu là tôi cũng lùng vô
Giờ hai đó tao với ông Vương nè. Trên. Trên. Hãy quý tao với ông Vương. Ừ, bên tay luôn đó. Rau. Rau. Ai bỏ hỏi ghế nhau kìa. Một nó 81. Rau. Thua. Thua thì trả tiền. Ừ, thua thì trả tiền. Hỏi sao dám chơi không? Rau chơi không? Hai bờ tôi vô nè. Chú này nè. Ông có kiểu đang đánh rồi mà. Trời ơi trời. Ông Vương nó không có đánh lại cậu ơi. Không chơi không? Trời ơi cái này bánh ghê lắm mà chút tôi đang bánh lại đó. Gần nữa thôi ông chơi hai tài tôi mới chơi thôi. Đó mày thấy không? Thắng thằng vô. Chạy này chết luôn. Kéo luôn. Mình đâu có sợ nữa. Ừ. Nó lùi cái gì đó mà. Ừ. Cái trái hình hơn mà có thể. Không có đường rồi nữa. Rồi chúng ta dám giảm luôn. Ôi, dư luôn. Hai bộ. Hai nó 90. U đâu mà dư dữ trời. Bạn có 82. Nó bò đó bò. Còn đúng 10 luôn đó bác bảy ơi. Đúng 10 luôn đó bầu ơi. Đúng. Kết thúc luôn là đẹp trời luôn đó. Này bắt 7 hay sư đi đất luôn. Đúng nè. Nghe mất rồi kìa. Mất gì. Ừ vậy hổ còn sát thôi. Còn sát. Nó giống cái này là đủ tiền đấy nha bọn. Ô. Chúng chúng gì hết. Chưa không biết chúng không nữa mà gom luôn. Ba đi. Dạ ba nó 93. Bắt giờ nó cay luôn. Thấy mẹ quýnh liêu liêu mà thấy nhi rồi mà bạn mẹ nó trúng không luôn. Không lẽ ngay là xôi à. Ừ không lẽ ngay là xôi lắm à. Đủ luôn là giảng gia vẫn được hưởng 100k. Bảy điểm nữa nhiêu? Ngày hết đánh luôn. Không có tay. Không có tay chứ không gì. Không có tay chứ. Ổn quá. Còn nửa trái luôn. Chiếm đây còn nửa trái là nguyên trái luôn. Mà không có tay. Không có tay. Thôi giờ chồng cũng lên luôn.
Đây bánh nhìn chưa? Trời ơi. Ôi, lấy mép mỏng ra má ơi, mới dính nổi. Ai ở ruột cái trắng trời. 194. Đây sĩ vô bằng đồ chậu lấy mẫu đó chứ. Mai nó bà mẹ nó cứ chạy quá, nó rùa qua mình qua tay nó rùa. Lấy xấu. Dạ thì nó lo cái gì mà lo. Trời ơi, mà mẹ nó tính cái đó là phải mỏng thì mỏng. Giật lên luôn rồi. Đây nữa 84. Nó rồi á. Tám mươi bốn, 94 cái nhà, còn 6, còn 16. Bên bác 7 với cô Trúc còn 6 nữa nha. 6 với anh Trinh còn 16. Liệu cơ này bác 7 có kết thúc sẽ đấu không cả nhà? Ba là còn ba cả nhà. Đó bầu ơi. Hai điểm nữa hà bầu. Bốn là 98. Hai điểm mà anh 6 đủ cái này mình tưởng đóng hai xị luôn hết cả nhà. Nói là gà đó. Sơ ghi 10 tính riêng đủ hai xị nữa là ba xị nữa cả nhà. Gom luôn ta. Đẹp. Đẹp 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 đẹp. Mạc nhóm lên lời cả nhà ơi. Khó chịu lắm chứ bộ. Năm nữa là còn 11. Một chút không đủ thì tới anh Trưng cũng còn cái xác sức thắng của ông Sáu. Anh Trưng còn xác sức thắng rất là cao nha. Giết luôn Sáu. Thôi khỏe quýnh, khỏe đâu mà ăn, khỏe chạy đạn mà. Năm nữa ông Sáu. Năm nữa, 89. Gà này chưa đủ đâu. Gà khó lắm chứ bộ. Chạy gì chứ? Chạy nổi á. Chạy đâu nổi. Thấy không? Đưa gà còn cơn chân nữa, chắc sức còn thắng lắm. Ui yếu trời. Quánh mạnh tứ văn ra dìa luôn rồi đúng rồi. Đi cái này đủ lên chân ơi, thử nóng 2 xị lên chân. 11. Còn 2 xị nè. Cái gì nữa trời. Trời ơi. Trời ơi, để Phi Thận đi ra luôn rồi.
Đó. Nói là mấy nhà lúc nào mình đặt uy tín lên hàng đầu cho cả nhà xem. Cái này đủ mình sẽ thử nấu cho chân hai chị. Rồi. Giò lọt vô giọng bộ chín mấy vậy bộ? À nó là 92 rồi. Vô giọng chín này. Chưa. Tới bên này còn. Chưa các bạn ơi. Kết thúc. Khó nặng lắm. Kết thúc. 3 nó 92. Đó, tao đi được đó. Cái đường nào chấm tứ tăng bộ còn sao quá thì bộ kéo về thì bộ nhắm bộ đó bộ khó mà kết thúc luôn nó kết thúc rồi đó kết thúc rồi đó lấy là kêu khỏe cho cái khoan khỏe kiểu dễ dàng được kéo luôn đó rồi kéo luôn rồi thì cái dậu rồi chưa cái vàng chưa ngừng đâu rồi. Rồi đó cô chú giảng cho thưởng lắm, cô sơ cô chú 2 tỷ. Chứ bây giờ này sao giảng được, bây giờ nặng nó mụn. Chạy đâu đâu kéo được anh, kéo rồi nó lọc con. Chưa nữa, bây giờ này cũng. Kéo tới lấy 2 tỷ. À, xin mình khăn nạn cái nhà đợi kia đủ á, giúp băng nha. Đó là băng hồi giờ khó lắm chứ đâu phải dễ đâu. Lòn đúng rồi. Trời ơi em cũng nó cũng chạy về là. Một nữa 99. Đó sổ. Tám anh. Hai băng là hốt luôn đó chứ. Trời ơi chân nó làm gì. Ủa quá. Trên viết hai băng là dính luôn đó. Trời ơi, chân cái quýt là bình thường chính điểm. Dứt giờ nó mắc kẻ thôi. Tôi cũng băng, chân chưa chặt hay. Có một băng đâu, em viết hai băng là đủ tiền đó. Mà sao nó bị vậy. Tiêu sao tiêu được. Đó rồi. Đó rồi, tiền đó đó. 5 điểm. Quá hấp dẫn cái xe này cái nhầy. Trời ơi. Bốn. Chúng này đủ rồi. Đó. Rồi dẫn hết luôn. Đó là cái tỷ rồi. Tiếp tình. Để sao xui sao ta? Để xui sao ta? Xui không xui nói. Hết cứu rồi. Cái đỏ ập lên nữa. Đúng rồi là đủ đó. Năm anh chân. Năm nó 97. Bây giờ bảy quánh. Không anh kéo trắng gì đó đủ luôn á. Thua luôn nè. Sao quánh trắng đều quánh đỏ thua luôn sao vậy? Anh kéo trắng đủ luôn á, chứ không kéo đỏ được đâu. Kéo trắng bằng bên đây nè. Ý ý trong đây mình cũng xin lỗi nha cả nhà. Bác bảy muốn quánh đường nào quánh mình tại mình góp ý kiến gì thôi. Trời ơi kéo trắng không kéo bộ. Chạy đi kéo đủ cái đi ngoài á. Trời ơi kéo sao chúng cái này đủ đó. Anh kéo cái đó không có đường chắc. Rồi đó. Đó quánh sao đây còn hay không ơi. Không. Bây giờ này quánh được hơi là không đủ luôn đó. Quánh được hơi là nó ra bị khó liền. Quánh đồ quánh mạnh luôn. Đó, chút. Hai nữa là còn một điều cái nhà ơi. Quá hấp dẫn này. Cái ban đầu là lệnh đó.
Ai nữa? Phá sổ 99 đều. Nặng nặng chút đi, nặng nặng để biết đó. Trời ơi, tôi không có tiền tiền sao luôn. Chưa. Dài khó bụng. Kiểu vậy đó. Không sao được. Sao được? Dài này có đường được. Hai bằng chấm. Hai bằng dạng. Hai bằng ủa trời cái đó vậy mà cho hiểu trời. Hả ra luôn. Để biết đúng là đúng đâu. Hả đi kỹ à. 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 Hả không, bây giờ tới bây giờ này quá hấp dẫn cái này. Có tay của chúng ta. Bà nội này. Ôi à. Ôi à, sắp bây giờ này anh Trưng vô 6 tháng rồi cả nhà. Wow. Này quá hấp dẫn. Và bây giờ bên đội của anh Trần Dương 6 là được giải thưởng 5 kg gạo của tụi mình. Bảy bên đội các bạn thì được series 10 điểm nha cả nhà. Bây giờ cho tem Pháp TV mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà vào lúc sau. Bye bye.